Xin chào tất cả bạn, đây là mẫu xe đạp đua mới nhất nhà Twitter R12 với mã là RS22. Có thể nói đây chính là mẫu xe đạp có 102 mà Twitter từng sản xuất. RS22 sử dụng cho mình cấu hình khung, càng, cọc yên đều được làm bằng carbon. Thiết kế này giúp giảm trọng lượng của chiếc xe đi đáng kể. Tay lái đồng cá mập liền khối với pô tăng cũng được làm từ carbon. Toàn bộ dây cáp âm trong tay lái và âm trong khung tạo cho tổng thể chiếc xe trở nên gọn gàng, tinh tế nhất có thể. Sử dụng lớp sơn tĩnh điện với màu là xám xi măng. Ngoài ra, đi xe này các bạn có thể ngắm cả một vũ trụ thu nhỏ. Tuyệt đẹp, thời thượng, đó là những từ có thể miêu tả cho thiết kế của RS22. Với giá là 14 củ. Thì liệu chiếc xe này có bộ chuyển động như thế nào? Phanh đĩa dầu Retro Spec. Tay đề lắc 3-1 Retro Spec. Thay đổi tốc độ mượt mà, về số cực kỳ nhanh. Đùi đĩa Pro Wheel 2 đĩa. Gạt lip Retro Spec. Lip thả 11 tầng Sunshine. Xích KMC X11. Bóng 7, chuyển động chân chu. Bánh xe có thể nói là rất ngon với Meyer nhôm CNC bi bạc đạn. Vành xe Retro Spec 2 lớp cao 40mm. Lốp Innova Pro với thông số 700x25C. Cùng nghe thử chuyển động nhé. Với giá như thế này thì khó có hãng xe nào có thể cạnh tranh với Twitter. Giá lại ngon như thế này mà nhiều công nghệ. Vậy thì nhanh nhanh đến với xe đạp thể thao VIP để tậu ngay em nó nhé.